Một trong những trận đấu đáng nhớ của độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất đó chính là trận gặp Thani, đối thủ người Thái Lan, diễn ra tại sự kiện Mây Thái Final tại sân khấu Lan Anh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi đáp xuống sân bay thì Thani đã có tuyên bố hết sức ngông cuồng là anh sẽ hạ Duy Nhất, làm sụp đổ tượng đài Mây Thái của Việt Nam, thậm chí anh dọa sẽ hạ knockout đối thủ. Trước sự ngông cuồng của đối thủ thì Duy Nhất đã im lặng và anh trả lời bằng hành động chứ không bằng lời nói. Ngay từ khi diễn ra trận đấu thì Duy Nhất đã liên tục làm cho đối thủ của mình không dưới 3 lần phải nằm xuống sàn đấu. Mặc dù không hạ knockout được đối thủ nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất đã chiến thắng một cách thuyết phục bằng số điểm của ban giám khảo. Anh đã dạy cho đối thủ của mình sự khiêm tốn là như thế nào?